Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy dân Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay ngày 5 tháng 11, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 trừ 7 40 trừ 50 giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dịch chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ sáng mai ngày 6 tháng 11, tâm bão cách đảo sông Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 310 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8 62 trừ 75 giờ, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 11, tâm bão ở khoảng 13,3 độ dĩ bắc, 117,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, 60-88 giờ, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục mạnh thêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 24 m biển động. thấp nhiệt đới được hình thành từ một vùng thấp trên giải hội tụ nhiệt đới hoạt động trên khu vực giữa biển Đông từ ngày 3 tháng 11, có xu hướng mạnh lên thành bão. Đây được dự báo là cơn bão rất phức tạp, hướng di chuyển không lường, cần cập nhật thường xuyên các bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy dân quốc gia.